Chào các bạn. Hiện tại mình đang đứng ở hội chợ. Chiều nay mình sẽ dẫn các bạn đi hội chợ nha. Đó, giờ mình đang đứng này là ở trước cổng hội chợ nè. Đây, giờ 5 giờ chiều. Đó, thấy không? Cổng hội chợ. Giờ là mình đi vô là miễn phí. Hội chợ thương mại và ẩm thực xứ Dừa Bến Tre. Giờ mình đi vô. Đi vào. Đó. Xe quá trời luôn rồi. Giờ dẫn các bạn đi vô tổng chơi. Ngày hôm qua là nó chưa có làm xong cho nên mình không có vô. Còn bây giờ nó làm xong rồi. Giờ đi vô. Hôm qua làm chưa rồi hai cái cổng. Đặc quyền dân cư. Đặc quyền dân cư. Bên này là bán xe hơi. Đó, bên này là bán xe hơi nè. Bên này là bún nước lèo Sóc Trăng. Còn cái khu bên này là bán quần áo. Bên này bán trà, bán sản phẩm rồi. Đi qua khu thức ăn đó. Bún nước lèo Sóc Trăng nha. Đây. Hấp dẫn không? Đây. Bún cực nghìn. Rồi đi em dọn bạn cho chị, em đâu có được. 50.000 một tô. Giờ 40.000 một tô. Bún gì rồi chú ơi? Đi dạo một vòng rồi đó. Nước uống. Nước chanh với thịt é. Con kia là ẩm thực Thái Lan con này. Con này gì rồi? Đây món ăn này, món gì đây, món gì không biết, xúc xích sao à. Bún thịt nướng. Ủa này bánh hỏi lộn, bánh hỏi với thịt heo quay, đùi gà đã không. Đây, bánh gì đây, bánh này bánh gì đây, bánh này bánh cọp hay gì á, này giống bánh cọp quá. Nước uống. Đùi gà. Mì xào với này là thịt cua. Cơm chiên. Đây, cơm chiên. Đi một vòng á, còn bên kia mấy món nữa. Đi qua đây. Đây. Phát kỷ lục Việt Nam. Cái này ngày nay hồi sáng nó làm ngoài khách sạn Dừa, phát kỷ lục Việt Nam nè. 222 món. Món ăn từ Dừa. Đó, gỏi cuốn tôm thịt, gỏi cuốn hến, chả giò dừa, chả giò nhà hàng nổi, gỏi củ hủ dừa, tôm
chiên nước mắm, gà áp tiềm nước dừa. Đó, nhà hàng nổi. Thấy không? Giá là bảng giá 65.30. Đây, món. Vậy. Gà tiềm. Gà áp tiềm nước dừa, là mấy món nè. Đây, món này. Này là gì ta? Chả, chả nhà hàng nổi. À, này chả nhà hàng nổi. Còn này là cánh gà. Này là cánh gà chiên nước mắm. Còn này là gỏi cuốn nè. Gỏi cuốn tôm thịt. Gỏi cuốn. Đây, gỏi củ hủ dừa 40.000. Là được 4 con tôm. Trong bánh gì vậy ta? Bánh gì chiên á? Nước uống Pepsi Aqua. Còn này gì vậy ta? Thịt nướng, thịt xiên que, mực, mực nè, thấy không? Thịt này là sườn, sườn. Còn anh cho tiền cái laptop đi. Còn này là anh đã vô cái tiền laptop của mình đi cho chỉ cho làm, gọi thằng kia cái máy đó. Đã, đã không? Thôi đi qua đây coi, qua hàng Thái Lan, đi qua đây hàng Thái Lan. Này là nước mía qua hàng Thái Lan, nước mía. Ui. Đây ẩm thực Thái Lan. Nước mía. Đây, mực nướng. Hấp dẫn, hấp dẫn. Toàn con. Mực này nhiêu con anh? 80 à? Mực nướng. Mực nướng 80. Còn đó gì bò lá lốt hả? Bò lá lốt mua bên Thái. Tôm càng xanh nữa. Thạch tuột. Đó, hấp dẫn chưa? Quá hấp dẫn luôn. Rồi, thức ăn nhanh không à? Đó, này toàn là mấy món thức ăn nhanh. Còn cái này là xúc xích. Còn nó gì không biết, bông bông á. Nhìn nó làm hấp dẫn quá ha. Nè. Quá hấp dẫn luôn. Này tôm chiên bột, chiên gì hay gì? Này là lá lốt, bò lá lốt. Cơm lam. Mực xào sốt Thái. Đây. Bạch tuộc sốt Thái 100k một phần. À, con này là con mực, còn con bạch tuộc nó mắc hơn 100.000. Đây, tô bún hôm bữa hội chợ hàng Việt Thái Lan bữa ăn rồi. Nay không ăn này đâu. Này hôm bữa ăn rồi. Tô này không thấy để tô đặc biệt. À đây nè, tô đặc biệt nè. Tô này đặc biệt. Có miếng chả ghẹ. Đó.
không? Đã chưa, đã chưa. Còn cái này là hai cái gỏi đu đủ. Đó. Quá hấp dẫn luôn. Còn này là nước é, nước hột é. Này nước chanh dây. Này là nước bắc. Đó. Ngày hôm qua là khai mạc 26. 26 tháng 6 mà chưa xong. Nay 27 xong rồi đi được à. Chiên công phu dữ vậy. Nãy đổ cái gì chỗ mà sữa hả? Dạ bột. Bột hả? Này là cái gì? Này là cái gì? Bánh bạch tuộc. Bánh bạch tuộc hả? À. Này là nhiêu một viên vậy? Dạ một phần như là 5 viên 30 ngàn đó anh. 5 viên 30 ngàn. Dạ. À. Bánh bạch tuộc. Công phu quá ha, hộp về là 30 ngàn. Bánh khọt này chiên bánh khọt đã không, chiên nóng hổi luôn và bông trứng bánh, bánh trứng. Đây, ồ có ấu nữa nè. Ồ ấu này là bên này để trái ấu, còn bên này là để cái dây ấu luôn. Ăn là có dây ấu kế bên luôn. Còn dưới này là có trái ấu luôn nha. Nè. Dữ không? Dưới này là có trái ấu. Nè. Cháo quá không thấy hả? Cháo quá thấy không? Trái ấu. Còn cái dây ấu nè. Còn bên đây là ăn trái ấu, mọi khi mọi người ăn trái ấu nè. À, hấp dẫn, hấp dẫn. Này là bán bột ấu. Trời ơi, ấu mà nó xay ra là cái bột nè. Nè, cái ấu nè. Bột. Gà. Chế biến và sản xuất nông sản. Đất sen hồng. Sữa ấu đá, sữa ấu nóng, sữa ấu rau má lạnh, sữa ấu hạt sen, mảng cầu dầm đá, cà phê đá, trà đường, mảng cầu đá, trà sữa ấu, trân châu, sữa sen đá, bánh canh. Ôi, có bánh canh bột ấu nữa kìa. Làm từ cái bột ấu luôn. Chè trôi nước bột ấu, hạt sen, hấp nước dừa, củ ấu, còn vỏ hấp. Củ ấu tách vỏ hấp, bánh muối bột ấu. Đây, này là ấu còn vỏ nè nha. Ấu còn vỏ. Củ ấu còn vỏ. À, này nó bán ly hả? Ủa, 1 ký. Bán ký. Rồi, qua đây, bánh gì đây? Này bánh gì vậy ta? Ủa, này trái gì vậy? Trái này gì lạ dữ vậy ta? Này là kem Thái Lan. Kem cuộn Thái Lan. Đây. Ủa cái này cái trái gì em? Cái này là trái gì vậy? Trái gì vậy? Cà na. Cà na hả? Dạ. Đấy, cà na. Cà na dầm dầm muối ớt vậy hả? À, vậy nó trộn vô đó không? Bỏ cái đó vô. Kem. Đây, kem Thái.
kem cuộn, kem bột hà, kem chân dây, kem sô ri, kem qua đen, kem cho xanh, kem nhiều nước, kem dưa lưới, dẻo mịn béo ngậy, khá ngon lựa chọn. Kem Mỹ Italia tự chọn, kem Mỹ Italia tự chọn. Kem được làm từ sữa tươi và trái cây nho, xin mời quý khách dừng chân thưởng thức kem Mỹ đặc biệt thơm ngon, có đủ màu đủ mùi đủ vị như kem vani, kem dừa, kem sô cô la, kem dâu tây, kem mật hà, kem chanh dây, kem sô ri, kem khoai môn, kem cà xanh, kem nhiều mứt, kem dưa lưới. Ta nói thời tiết oi bức mà không ngay một cây kem tươi để thưởng thức thì nước là ngon hết sức. Ồ, mua dép mới luôn. Bánh mì gì ạ? Phá lấu bò, bán phá lấu bò. Sài Gòn phá lấu bò có Sài Gòn 25k. Còn gì ạ? Hưng Thịnh Food kìa. Để coi bên này bán gì đây. Wow, sari, trái cây, đủ loại luôn. Ổi, đu đủ, sari, bơm, nho, này là thanh long, mận, này là táo xanh, sabu chê. Ủa, này là hồng hay gì á? Này là giải, nhãn, này là lê. Này là tự nhiên quên ngang rồi. Này là dưa lưới, này dưa gan, này xoài, dưa hấu, bưởi, này là chôm chôm, này là măng cụt, mít, ấy rồi này mít đỏ, sabu chê nè, thanh long đỏ. Rồi, đi qua đây. Ồ. Đó. Con gì bự dữ rồi ta? Con gì nè? Quán ăn sân vườn nướng ngon. Đó. Khu phố 3, Phú Tân. À này ở tên cái quán ở tên ấy mà. Ngay chỗ gần sân banh đó. Bán mấy cái càng ấy rồi. Có con ốc móng tay luôn kìa, bự dữ hả? Ủa anh vậy không phải ốc móng tay, ốc gì mà hay ăn điểm tâm sáng á, quên rồi. Wow, nè hấp dẫn chưa? Ốc cái này bán ốc. Ô con hào nè, chà bá luôn. Wow, ốc ốc bu. Ốc hấp xả. Đây, ốc hấp xả không? Bọn này bốc khói luôn nè. Hương vị bánh thấp kèn. Hương vị bánh thất tiền luôn. Giờ qua đây bánh thất tiền dòm cho các bạn xem bánh thất tiền này nha. Bánh ít. Còn này là bánh tét. Đây. Đào. Tét. Bánh này bánh gì ạ? Cái này là bánh bò, cái này là bánh. Hả? Cái này là bánh bò thốt nốt, còn cái này là bánh chuối. Bánh bò thốt nốt hả? À, này bánh chuối. Bánh bò thốt nốt với bánh chuối. Này giống như rau câu rồi ta. Ồ, người sững luôn nè. Thank you.
bốc khói luôn nè. Wow. Còn này bánh gì? Bánh bò sữa à. Rồi, bán bánh bò. Đây bán bánh bò. Này giống như đường thốt nốt quá à ta. Cái này là bánh đậu xanh. Bánh đậu xanh hả? Bánh bò. Bánh bò mới ra lò. Bao nhiêu phần chị? 20.000 năm cái. Bánh bò 20.000 năm cái. Đây. 20.000 năm cái. Đó có bịch nước cốt luôn. Rắc rắc mè lên. Rồi, đi qua đây coi. Đây bánh bông lan. Bánh bông lan nha. Nước uống, nước. Rồi. Còn cái đó là bánh cục. Còn cái lò này là để hấp bánh bò nãy á. Đó, hấp bánh bò nãy nha. Bánh quê thời 4.0. Nghệ nhân Quỳnh Ngọc Lan. Này địa chỉ ở đâu ạ? À? Bánh 66 lá. Bánh lá. Bánh lá xứ dừa. Hả? À. Nào. Bánh này là bánh cục. Bánh cục lá mơ. Qua đây bóng vàng. Rồi rồi để qua đây coi. Này vậy siro thì ở đây ở trong này là đa số là 20.000 không ạ. À? Ừ, đâu có 20 hết á. Nè siro này siro sữa hả? Đá bào, đá bào siro nhiều phần 20 quá hả? À. Rồi. Đây, đá bào. Đá bào tiết hả? Đó, để đi qua đây coi. Đây không có gì hết. Đây bán dừa nước hả? Dừa nước. Mấy đường dừa nước. Đây. Giỏi. Súp thấm cẩm. Gỏi cuốn, đây cũng gỏi cuốn với gỏi đu đủ. Cá nướng giấy bạc. Ây da, cá nướng giấy bạc nguyên một nồi luôn. Đang nướng. Trứng gà. Trứng gà. Còn là cánh gà. Đó, cánh gà. Đây bán gà. Thịt. Thịt gà. Đi qua đây coi. Hưng Thịnh, nãy qua Hưng Thịnh rồi nè. Giờ đi qua đây. Nem chay 10.000 nè. Đúng không? Nai phi lê 140.000. Đây. Heo rừng 150, bò Mỹ 145, bò nhất nhất của bò Úc. Bò Úc 150, chả cá 50. 50 nửa ký nha. Cái này là bán nửa ký không à. Cá muối xả. Cá muối xả nửa ký luôn. Sushi cuộn. Bò Mỹ, bò Úc. Còn này gì vậy? Xúc xích.
À, cuốn sushi hả? Đây. Cuốn sushi. Đó, nem chai. À. Nem ở Bến Tre mình ha, nem ở chỗ khác lại. Dạ, ở Bến Tre mình luôn. Dạ. Yeah. Cuốn sushi. Miếng ngoài miếng bánh tráng hả? Dạ, miếng đen đen rong biển. Rong biển hả? Rong biển mà đang sống á. Cuốn sushi. Còn này là hột vịt với hột vịt với xúc xích. Còn cà rốt với đậu que. Đó xôi với cơm hả? Đó này cơm. Cái màu vàng nó cũng cơm luôn hả? Mình làm màu á. Hột vịt cà rốt với đậu que. Xúc xích. Rồi xong một cuốn đẹp. Rồi bánh đường con đây coi đây gì ạ? Bún riêu cua mì gói. À, bún riêu cua mì gói. Đây thịt heo, mấy cục giò heo, gỏi bắp chuối với rau muống sắc. Cua, nồi súp cua. Uống rượu nhiêu không tao cô? 35.000 đây. 35.000. Đó bán mang về hả? Dạ. Đó mang về ăn. Nồi súp cua. Quá trời không? Bốc khói nghi ngút luôn. Trái cây này trà gì á, trà cúc. Đây xúc xích. Này là ăn bún thái cô đó là tô đặc biệt đó. Có để giá này đồ ăn nhanh. Xúc xích. Còn chẳng nó để kê cái hộp ở dưới rồi lắp con bạch tuộc lên. Con này mực nè 80.000 con một nướng. Bạch tuộc này là 100.000. Wow, gói đem ra luôn đó, nó lạnh con bạch tuộc ra. Đưa ba cái hộp, ba cái hộp tròn nha. Hộp đây bánh. Bánh này gì ta? Bánh này nó không có để gì mình không biết. Bánh trứng bánh gì á? Đây. Đây trò chơi. Bắn súng. Đây chơi bắn súng, trò chơi bắn súng nha. Ôi mấy em bắn súng.
trò chơi bắn súng như hồi chợ vậy á. Đây là gì? Ô về cái hộp lắc, bắn rất trái mạnh trong cái cách ly. Ô hộp lắc luôn, bắn hai phát hộp lắc. Trúng cái ly, không trúng cái bành. Trúng cái ly không trúng cái bành. Không súng, không súng. Bắn súng gì lấy cái đó nha. Súng à. Còn bên đây là chọi bành. Này là thể lại của nó là 20k được 6 viên đạn có quả bành trong ly. Lập ngã thì súng gì lấy đó. Chơi cờ banh, cờ banh, cờ banh, cờ banh coi. Ô, có lấy, có lấy, có lấy. Được lắm, bò cũng. Hai chục ngàn, năm banh. Banh trúng nước đó. Quá lợi hại. Đây, bắn. Đây con. Hai chục ngàn là 5 banh trúng nước ngọt, 20.000 3 banh trúng bia, 30.000 1 banh trúng cá heo, 70.000 1 banh trúng Pikachu, 80.000 1 banh trúng trúng đầu heo, 80.000 tới banh được trúng cái đầu heo. Rồi đây trò chơi câu cá. Trò chơi câu cá.